Dạ, xin chào cả cô chú chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng chúc chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong buổi chiều thì chủ yếu là giới thiệu anh chị mình mấy cái hàng may giống như xem mấy cái mặt bông á. Nó trổ lúc sáng cho anh chị mình xem. Thì ở đây là con có cái nhị ngọc toàn nè. Đây là nhị ngọc toàn này ha. Thì đang trổ một bông có hai cánh màu vàng với mấy cánh màu trắng đây ha. Còn bên đây là giỏ đồng tiền của anh chị mình xem nè. Bông nó trổ cũng rất là to nha anh chị chứ không phải nhỏ đâu. Nếu mà cô chú chị mình chăm đủ sức cái cây nha. Bông giảo đồng tiền thì bông nó màu nó rất tươi, mặc dù là bây giờ là đang buổi chiều nắng gắt nha các anh chị, nhưng mà cái màu bông á, cái cánh bông của nó không hề bị sẫm luôn nha, không hề bị sẫm màu luôn nè, coi cho anh chị mình thấy đây, màu bông thì rất là tươi, nó tươi hơn cái của thằng Bình Lợi với Sài Gòn nhiều nha các anh chị, nhưng mà cánh nó thì nó cánh hơi dúng dúng nè, thứ nhất là cánh nó dúng, nó tròn, nó đẹp, rất là đẹp luôn. Có cái là cái khuyết điểm của nó là bông nó không có to bằng hai cái thằng mà Bình Lợi với Sài Gòn thôi anh chị, chứ cái loại này thì bông màu tươi đẹp rất là đẹp luôn nha. Đấy thì bông nó cũng vừa phải ha. Còn quay kỹ của anh chị mình xem cái hàng nhị ngọc toàn đây. Đấy, thì cái loại này thì đúng ra là cái tỷ lệ nó trổ bông như vậy rất là ít luôn nha anh chị. Ít luôn chứ nó không phải được nhiều nha. Bông bên đây nè. Bông bên đây thì nó trổ cái màu mà sọc kem ở giữa thì nó nhiều. Còn nếu mà cái tỷ lệ nó ra vậy thì nó ít nha các anh chị. Đây là nhị ngọc toàn đây. Thì do vườn con thì bán cái nào thì con gửi bông cho cô anh chị mình xem nha. Thì bông tại vườn luôn chứ không có copy trên mạng, nên cô anh chị mình cứ yên tâm là cái đồ chuẩn giống nha. Bo thì con gây ra nó cũng lẹ lắm ha. Đây. Còn bên đây là hàng giảo đồng tiền. Đây là một cây nhỏ xíu nè cô anh chị mình thấy ha. Cây này thì chưa đủ sức nè, nhưng mà bông nó vẫn tròn đẹp, cánh dúng màu thì cũng rất là tươi mặc dù buổi chiều. Đấy thì cây này là cây lớn hơn nè cô anh chị mình xem ha, cây lớn hơn thì bông nó sẽ to hơn nè. Đấy, bông nó thì cũng khoảng tầm ba ngón tay chứ không nhỏ đâu nha anh chị, bông nó cũng được lắm ha. Đấy nở bông chùm, nụ của nó thì ba bốn nụ không. Loại này giảo đồng tiền. Thì mấy cái này thì lớp gà con bán cây giống nhỏ mini á, nó chỉ có 50.000 cây thôi anh chị, 50.000 cây là đồng giá hết luôn. Còn mà mấy cái hàng mà trung trung á thì tùy theo ha, tùy theo cây, tùy theo kích cỡ thì nó sẽ giá tiền nó sẽ khác ha. Đây thì hôm bữa thì cũng còn một cây siêu bông Sài Gòn đế nơm các anh chị, cây này 450 bao ship của anh chị mình ha. Đấy thì cũng giới thiệu với anh chị mình luôn, đây là mã số 1. Cái tiếp đây mã số 2 nè, là một cây giảo đồng tiền nè ha. Giảo đồng tiền cây này thì đúng ra là hoành nó nhỏ nha anh chị, đế thì đế cũng chân nơm vậy. Đây thì cây này cũng 220 bao ship của anh chị mình luôn ha, một cây giảo đồng tiền nha. Mấy cây này thì con ghép con bo thôi, nhưng mà cành nhánh nó lên đều đọt, cái loại này là đọt đỏ lá bầu ha anh chị, dễ phân biệt lắm chứ không có lộn với mấy cây khác được nha. Còn đây là mã số 3 ha anh chị, mã số 3, cây này cây nhị ngọc toàn ha. Cây này thì hoành nó khoảng gần 17 ha anh chị. Đây tàn nhánh đều, cây này lúc trước là lấy bo ha, lúc trước là con để dành lấy bo, thì chột nó ghép nó cũng khoảng chừng 8 tháng rồi ha, 7-8 tháng rồi thì cành nó mới ra được thêm cái cây đọt mới đây. Thì cây này thì nó cao nha anh chị, ghép cũng nhiều bo. Thì cây này thì nằm lọt lòng là chậu khoảng 3 tấc ha, chậu 3 tấc, chiều cao là khoảng 7 tấc nha các anh chị. Thì cây này thì giá là 900k bao ship của anh chị mình ha. Dạ thì đây là sẵn con lên hai cây số bông Bình Lợi mà dạng cỡ lớn luôn nha các anh chị. Thì cho các anh chị mình xem hai cây nó chênh lệch với nhau ha. Mặc dù cái chiều hoành cái này là hoành 20, cái đó là hoành khoảng 22 rưỡi thôi chứ chưa được 23. Nhưng mà cây tùy theo bộ đế thì giá tiền nó sẽ khác nhau các anh chị. Cây này thì củ to, giáp bích miệng chậu, chậu này là lọt lòng chậu 3 tấc rưỡi á. Con này chậu chỉ có 3 tấc thôi. Bộ đế thì cây này nó khủng hơn rất nhiều nha các anh chị. Tại thường thường là con quay lần lên từng mã số 1 2 3 gì đó, con quay riêng từng cây không? Cô cho cô anh chị mình không có thấy rõ nó trên lệch cây như thế nào ha. Lên cho cô anh chị mình xem. Cây này là chậu 3 tấc, chậu rất là bự luôn ha, chứ không phải cây nhỏ đâu. Đây, thì cây này báo thông số của anh chị mình ha. Cây này là cây siêu bông Lợi, hàng con ghép ra là đa số là F3 hết nha anh chị. Tại hàng F2 thì con nó cũng khá là nhiều cây để con lấy bo đó. Thì lô này đa số F3, thì tệ nhất là F4 thôi chứ không có tới F5 luôn ha. Thì cây này ghép 4 bo của anh chị mình thấy ha, ghép 4 bo lá thì nó rất là dày là già luôn. Đấy, lá thì nó cũng vừa phải nha, tại bên đây thì con chỉ tưới dưỡng đa số là dưỡng rễ chứ con ít có tưới mà cái máy kích thích hoặc là phân hợp nhiều đó, cái đó thì ít tưới ha. Đấy cái này hoành 20 nè con chị mình xem bộ đế như thế này đây. Đấy thì cây này tiếp tục là mã số 4 nha anh chị, mã số 4 thì cây này là chỉ có giá là 800k bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây cành nhánh tay cành đều nha. Đấy thì này với mà nụ thì nó vẫn có nụ kim, nhưng mà để chơi tết luôn á thì không được nha các anh chị. Thì này nói đúng cho các anh chị mình để mình xem cây nha. Này là về mình cắt bo được nè, cắt bo được, làm mình cắt gọn lại thì chừa dài nụ, mình coi có nụ mình coi cái mặt bông thì được ha. Số bông Lợi ha. Rồi cây này mã số 4, 800 bao ship. Và bên đây là cây mã số 5 ha, cây mã số 5 của chúng chị mình xem nè. Đấy
cây này thì cái gốc này của anh chị mình để vô cái củ nó bự hơn cái đầu gối của người lớn nữa nha các anh chị. Cây rất là bự luôn nha, củ lớn nha. Cây này hoành thì khoảng tầm 22 thôi nha anh chị. Cũng ghép 4 bo tàn tay của anh chị mình nè, tàn tay cây tay cành đều cũng sửa dây đồ luôn ha. Lượng bo thì nó cũng nhiều nha các anh chị. Nhưng mà gốc để chơi lâu dài thì rất là ngon ha. Cây này thì mã số 5. Mã số 5 thì cũng tương tự, hai cây là con ghép cùng một đợt luôn nha các anh chị, nên tàn thai của anh chị mình thấy lá già nó như nhau. Thì cây này mã số 5 là 1.200.000 bao ship anh chị mình luôn tới tận nhà nha. Cho các anh chị mình xem mình chọn ha, 1.200.000. Đây tại vì gốc cái này thì các anh chị mình cái dàn phôi thì nó rất là khủng nha anh chị. Bệ xòe đế cổ bự bít hết miệng chậu 3 tấc rưỡi luôn. Cho anh chị mình xem cái cây rất là chênh lệch với cái mấy cây bên đây ha. Còn đây thì quay của anh chị mình cái cặp này, cặp số 4 lợi F2 để dành này của anh chị mình chơi Tết ha. Dáng lát lượng cây hoành 20, cây hoành 18 ha. Nhưng mà cây thì hoành 18 thì nó coi nó liền hơn, nhìn tàn thông nó đẹp hơn nha anh chị. Đây quay kỹ của anh chị mình xem. Đấy, dáng lát lượng. Thì cặp này thì đồng giá là 2.300.000 một cây bao ship của anh chị mình luôn tới tận nhà. Hàng này đã làm nụ khá rồi nha anh chị. Đây cho anh chị mình xem cái dàn nụ của mấy cây này đây ha. Đây, như thế này đây, quay kỹ của anh chị mình xem nè. Dàn nụ nó ôm từ đây nó qua đây nó dài tới luôn ha, nhánh nào là cũng có nụ hết cho anh chị. Đấy thì cây bên này thì nó cũng có nụ nha, nhưng mà nụ nó chưa có mập, chưa có to bằng cây bên đây. Cây này thì nó khá hơn, nó chuẩn cây hơn ha. Đấy nhưng mà hoành nó thì nó nhỏ hơn 2 ly ha, 2 phân. Đấy hoành này bên đây 18, cây này hoành 20, cũng đồng giá là 2.300.000 bao xém chị mình luôn. Thì cặp này thì con quay sơ thôi, tại clip trước là con có đăng rồi của anh chị nên con không có đánh thêm mã số anh chị mình ha. Thì xem cứ anh chị mình chọn cái bên trái bên phải gì cũng được. Tại cặp này là con ghép khoảng 8 tháng rồi, hàng đã làm nụ chuẩn cho anh chị mình chơi Tết rồi ha. Giờ đây thì con còn vài mã thứ đồng giá 200 ha, chỉ có mấy cây gẫm thạch siêu bông Sài Gòn đó là đồng giá 200.000 thôi. Bên này cây 250, còn mấy cây này là 290 nha con chị. Ủa vậy là 190 chứ, này siêu bông mình lại ghép 2 bo là 190.000. Đó cho anh chị mình xem ha, giá này là con bao ship rồi nha, không có thêm phí gì khác. Của anh chị mình cứ chọn cây đúng mẫu đúng cây rồi con ship của anh chị mình tới nhà thanh toán y chang với số tiền là con báo là được ha, chứ không có thêm phí gì khác ha. Chỉ có mấy cái loại nhỏ nhỏ thì nó mới có lấy chừng 4-5 cây mới có phí ship thôi. Đây còn bên đây là một cây nhị ngọc toàn 250.000 bao ship, cây này hoành khoảng 13 nha con chị. Ở bên đây thì con còn cái một cây siêu bông thiết ha, lá gai lá bầu nha các chị. Lúc trước là gọi là siêu bông Sài Gòn lá lớn đó, thì hôm nay thì nó là đổi tên nha các anh chị. Tên thì nó mình đặt riêng ra chứ nó không có đặt chung như hồi trước nữa nha các anh chị. Đây một cây siêu bông thiết 300. Đây giờ bên đây là cặp siêu bông lợi đồng giá là 350 một cây bao xếp anh chị mình ha. Cây bự hơn mấy cây kia rất nhiều. Lượng bo thì nó cũng nhiều hơn nha các anh chị, cho anh chị mình xem. Cây rất là xum xê tàn tay đều ha. Bên đây là còn một cây giảo cam cánh tròn Bình Định nha các anh chị. Đấy là cũng 300.000 luôn, chỉ có hai cây này là 350 thôi. Cho các anh chị mình xem ha. Dạ còn bên đây là hàng là 130.000 một cây, ba cây bao ship. Thì cũng có tây thi dạng phúc, hoa hồng với bên đây là cúc cam nha các anh chị. Hoa hồng thì để có gì mơ chiều là con đem lên sân ha, tại này là con có để trên đây. Đấy thì cây cao là tầm khoảng 4 cho tới 5 tấc, cành nhánh xum xê. Và các anh chị mình xem quay xa xa vậy nè ha. Đó, cây tàn rất là đều luôn nha. Có cắt gọn tỉa rồi, dịch tàn rất là ok rồi. Cây quấn đế cây này là hai mùa rưỡi nha con chị. Đế này cũng tương đối ha. Con chị mình lấy một cây con vẫn gửi hàng, một cây phí ship là 40, hai cây phí ship là 30 và ba cây là con bao phí nha. Mấy cái hàng này thì nụ tương đối hết luôn nha con chị. Để bên đây thì gửi của anh chị mình xem ha, cái lô hàng mà dạo Phú Tân 75.000 một cây cho con chị mình về tới chơi Tết nha. Tay hàng tay cành nó đều về nha con chị. Đây con đã cắt tỉa gọn nha, dàn nụ nút nè của anh chị mình xem nè. Đấy cây nhỏ nhỏ dạng nụ nút này, cây này rất là khá rồi. Phú Tân thì dạng nụ kim nha các anh chị. Đấy tàn đế cây này tầm khoảng chừng mùa rưỡi thôi chứ chưa ghép lâu, nhưng mà tai tành đều. Đấy này của anh chị mình lấy 4 cây bao ship nha, 75.000 một cây, 4 cây là 300 là bao ship chị mình luôn. Thì này là dạo Phú Tân, bên kia là Thọ Hương ha, Thọ Hương và dạo Thủ Đức nha các anh chị. Đấy còn bên đây là siêu bông Sài Gòn mà loại cũng 75.000 một cây, đồng giá của anh chị mình luôn ha. Đấy thì bên cạnh đó hôm nay thì con có về mấy cái cây thêm mà cái hàng mà cúc cam đổi màu nha các anh chị. Cái này giống như tam sắc hoàng mai nhưng mà cái này thuộc họ nhà cúc nha các anh chị mình xem nè, đọt đỏ rất là đẹp luôn nha, loại này nha. Đấy cho các anh chị mình thấy xem nè, đọt nó hồng lên rất là đẹp ha. Đấy cho các anh chị mình xem, cây này cây giống nha, chứ không phải là cây Tết nha các anh chị. Mỗi cây con ghép hai bo nè. Gốc thì tầm tầm khoảng bự hơn tay út nè, nhỏ hơn tay cái nha các anh chị, cho các anh chị mình xem.
Đây một cây ghép hai bo 75.000, cô chú anh chị mình lấy cũng đồng giá bên kia luôn, bốn cây bao ship. Còn bên đây là nhị ngọc toàn nè. Nhị ngọc toàn thì có mấy cây nè, có nụ nè, cô chú anh chị mình xem nè. Đây có mấy cây có nụ vậy tầm khoảng 10 gì nó có bông đó. Nhưng mà này ship xa bỏ trong thùng chứ nó không có bông nổi đâu ha. Còn khoảng chừng 5 cây thôi, đợt này là con hết nhị ngọc toàn luôn nha. Còn khoảng 5 cây này nữa hết cũng đồng giá 50.000 luôn. Đây là giảo tam sắc ha, giảo tam sắc hoặc là giảo cam đổi màu, nó là một thứ luôn nha anh chị. Cây thì như thế này đây, cũng 50k một cây. Và bên đây là siêu bông mình lợi ha, cũng đồng giá của anh chị mình luôn ha, 50.000 một cây nha anh chị. Tất cả các loại mai giống khác, hoa hồng, hồng lộc, tư long, tất cả các thứ, hoàng đế luôn, cúc phượng, thanh trân cũng vậy luôn nha anh chị, 50.000 cây. Thì của anh chị mình xem được cây nào thì mình có thể là mình chọn 5 cây 5 giống, đủ 5 cây là con bao ship luôn. Đấy. Còn mà hàng 75.000 của anh chị mình phải lấy 4 cây 75 nha, chứ không phải là một cây 75 mà ba cây này là con không có bao ship nha anh chị. Thì phí ship nó từ trung bình là 40.000 một kiện ha, là cô chú anh chị mình lấy từ 2 cây ha. 2 cây, 3 cây, 4 cây là loại 50.000 này thì phí ship là 40 ha. Tùy theo cô chú anh chị mình chọn thôi. Rồi. Thì video là chiều thì con đăng nó cũng ngắn gọn, là gồm những cái mã số, những cái hàng mai giống. Thì hôm nay có cái cúc cam đổi màu, giao cam đổi màu nữa ha. Rồi anh chị mình xem được mã nào thì ủng hộ dùm con qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được nha các anh chị. Cái nữa các anh chị mình lướt ngang kênh cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Và các anh chị mình nào có đóng góp ý kiến mình có thể là comment hoặc là nhắn tin cho con ha, tìm giống mới cũng được luôn. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo khi con lên video mới nhất là các anh chị mình nhận được thông báo liền. Cuối cùng là chúc các anh chị mình một ngày mới nhiều sức khỏe. Hẹn lại các anh chị trong video sau, xin chào ạ.